cá lôi này á. Cá lôi lông xê nhá. À, tôi dòng lên xem con gì. What? Ôi đỏm thế. Con lôi này. Xin chào 500 anh em xem kênh của mình nhá. Đây mình vừa ra đến hồ, bây giờ mình sẽ ra đồ. Giờ mình sẽ ra cần câu. Mình sẽ ném năng xê trước, sau đấy thì ném thính câu độc sau anh em nhé. Cộng đoạn ra cần anh em nhé.
Ok, bây giờ cá nổ anh em nhé. Ok, đang quay gió to qua máy quay lộn xuống hồ anh em. Rồi, giờ các bạn này. Cái này nắm nắm mồi đến đâu câu đấy. Rồi, nắm môi anh em ha.
anh em, giờ ném thính nhá, ném được đến đâu thì câu ở đấy vậy. Hôm nay gió rất chi là to, khó câu đây.
Ok anh em, ném hồ cái mồi nó khá nặng nên là mình ném gần, không không ném xa được. Ok, bây giờ mình sẽ ném cái thính con trồng lên trên chốc. Đây thực ra câu mè đây anh em, không cần ném chính xác, ném áng áng chừng khu đấy là được. Rồi ok, vậy là xong anh em nhé. Ok, vậy là xong rồi, bây giờ chỉ ngồi chờ thôi. Khi nào có tín hiệu thì tôi sẽ quay anh em xem. Với anh em năng C đã đóng hàng rồi. Lôi tung cần, không biết nó to hay nhỏ. Tôi để đây, tôi ra vợt đã anh em nhé. Đấy, vừa ném thính xong, thính lục xong thì dính một em năng C. Thấy lôi thì rất có vẻ hung dữ đấy, nhưng mà không biết thế nào. Đó, cậu lăng xe cứ bình tĩnh thôi. Ok, bây giờ tôi dòng cá. Ok anh em, một em đầu tiên này. Ok, khoảng 5-7 lạng, con nhỏ thôi. Vậy là không món rồi. À, cục mồi đầu tiên một con, đây là cục mồi thứ hai.
thả thính nhá, lục xong phát là dính lăng xe luôn. Ok anh em, cá lôi này, cá lôi lăng xe nhá. Nó dòng lên xem con gì. Ôi giời, ôi đỏm thế. Con lôi này, úi giời, nó lôi nhìn sướng không, khả năng to đấy, lôi rất nhiều cước. Đang to đấy anh em ạ. Tôi khẳng định là to rồi, ít nhất phải cân rưỡi đổ lên. To đấy, không phải bé đâu. Lên giá rồi anh em nhé, ít nhất là 2 cân nhá. Tôi kéo rất chi là nặng, không vào luôn. Anh em dính chép cụ nhá. Bánh giữa hồ chứ có đánh mép đấy đâu. Đang xề đúng không? 3 cân.
lưỡi câu lăng xê không một vấn đề gì cả. Ngon chưa? Ok anh em. Sướng thật anh em ạ. Giờ tôi tiếp tục làm lăng xê. Lục coi như chưa câu được thế nào luôn. Nó phải tầm trên dưới 3 cân. Anh em quánh tiếp này. Yo, anh em mình là Thính Câu Lục đây. Đấy, bây giờ mình mới được ngồi vào ổ câu lục này. Thì khoảng 30 phút thì được một con trôi, một con chép ở lăng xê rồi. Con chép thì ngoài mong đợi, nó phải trên dưới 3 cân là ít nhất. Và hồ này cá đấy thì rất chi là ngon. Bán 100 một cân cũng rất nhiều người mua chứ không phải là không có người mua. Ok anh em. Đó, vị trí là hôm nay mình đi câu lại rồi đắng. Hôm nay lại thách thức cái hồ 100.000, không ai câu cả hồ. Đây có một cần thủ vừa xuống này, ngồi góc bên kia. Đó, có một ông xuống ngồi câu lăng xê. Còn lại hồ không có ai câu cả. Rất chi là thoải mái. Ok anh em. Đi vào xả chét rất chi là tốt. Ok, hồi hộp. Lâu lắm rồi mới được một con chép khủng long ở đây. Đó, hôm nay thì tôi chuẩn bị rất chi là kỹ, mang hai chân máy quay nhưng mà một chân máy quay bị gió thổi gãy mất rồi bởi vì gió rất chi là lớn. Anh em đóng trượt một con nào hồ lục nhá. Do là hôm nay tôi không thả thuyền ném tay nên là câu rất chi là gần, chỉ khoảng tầm cũng 7-8 mét thôi, cỡ từ bờ ra. Ok anh em, vừa trượt mất một con, thật đáng tiếc. Tôi sẽ cố gắng bắt lấy một vài con nào hồ lục. Cá đang vào rồi. Ok anh em, tôi sẽ tập trung tôi câu. Anh em đang có tín hiệu đè phao nha, tôi sẽ cố gắng tôi quay. Đó, chủ hồ ra rồi nên là tôi sẽ ngừng quay phim anh em nhé. Đây là con mẹ chủ hồ đang đi ra nên là tôi sẽ ngừng quay phim. Ok anh em, khi nào người ta về thì anh em mà khi chủ hồ người ta vừa ra thì người ta mình hỏi là tại sao lại không thả cá thì người ta nói một câu là người ta bảo là sang năm thì người ta sẽ chia cái hồ này ra làm bốn.
để cho câu một ao thôi, còn lại thì người ta sẽ thả cá nuôi. Thế nên là đây là lý do người ta không thả cá. Tôi rất chi là thích khi mà hôm nay tôi lòng được một concept to đến như thế, rất chi là vui mừng. Trước Tết ok anh em. Đó, thì có nghĩa là sáng năm là mình đi câu ở cái hồ này, là chỉ hồ rất chi là nhỏ thôi, nó không to, hồ này rất chi là rộng, bao la bát ngát luôn, và cá thì không thả. Đấy, như concept hôm nay là concept đấy nó phải ở đây mấy năm rồi. Anh em, tôi vừa bong một con, ok, đóng một phát, hự một phát, nó chạy được khoảng 5 mét thì bung luôn. Anh em nhìn xốp nó lên này, cá nó vào này. Đấy, gió rất chi là to, anh em nhìn xốp này. Quay xốp thôi. Đấy, xốp nó lên rất chi là tẩm luôn. Ok, không biết sau quả này thì có kiếm ăn được gì không hay nó động rồi. Anh em, gió nổi lên như rồng này, nhìn mặt nước này, sóng này. Đó, tự dưng rất chi là khó câu. Đấy, câu lục một câu mè như này được phao rất chi là khó nhìn. Đó, nhưng mà không sao, kể cả từ giờ đến tối mà được hai con kia cũng ok, không vấn đề gì cả. Tôi đã có cái chống móm rồi, chống móm rất chi là ngon. Đấy, ok anh em. Anh em lục dính con đầu tiên này, con rô phi này. Đấy, lục dính con đầu tiên nhá, rô phi. Con này nhấc thẳng lên bờ thôi. Thôi anh em, mày là đủ biết rồi nhá. Thôi tôi tạm dừng đây để tôi cho con này lên bờ phát. Ok anh em. Cái nhỏ xuất hiện rồi. Hôm nay lại vào lỗ một cái tứ rồi. Chắc tại là do tôi, lúc đấy tôi lên con rô phi thì tôi không ngó lại dây linh. Thế là tôi đóng một phát, phi một phát ra ngoài tầm 30 mét thì nổ, còn chưa dòng được một tí nào. Lại rô phi anh em ạ. Một con rô phi nữa nhá. Ôi giời, cái chính cái loại này giá ăn mới sướng đấy. Đó nhá, đây tôi xích lên. Giá thẳng mồm luôn. Bái hậu anh này. Hộ em kìa. Đấy, dòng cho sướng, dòng rô phi nhá anh em nhá. Đi chạy. Tháo cái cụ máy ra cho chạy. Đéo chạy nữa rồi, thôi. Sướng mồm. Con lại phải rửa cân. Rô phi hồ này như này là to, quá to luôn. Lồi như lồi. Bò lên luôn. Cầu. Con này to nặng phết. Quanh lợi tứ. Ôm thế này thì chạy đi đâu được. Quên, nếu mang kịp. Lấy cái đũa. Đây, con lấy cái đũa. Kia có cái đũa ra này. Hôm kia mới bị đóng phát xuyên từ bên này ra bên này. Đóng là sợ. Buột lắm. Gắm mờ này nó dãy ấy. Tắt đi chưa hay để đấy. Anh em, dính con rô phi nó từ cái đời thủa là rồi ấy. Tổ sư nhà nó. Ngón tay nó che mất. Mướt. Béo con mẹ nó luôn, lại có cá giết thì lại ngon. Ôi trời, một hai con. Đôi. Một đôi phim ID, một thầu dầu. Một thầu dầu, một diếc. Ui con diếc, con này nấu canh ăn thì phê rồi. Ôi trời. Con riếc ngon nha. Con vịt thịt nó chắc quá cả trưởng luôn. Con riếc to đấy. Quay thả vào vợ của anh, vào túi của anh con riếc luôn. Xuống anh với em mượn cái túi em lấy cái cục lăn xê. Có con riếc thì vứt lại, con kiểu thầu dầu vứt mẹ đi. Với em cũng xem làm sẵn là đáng. Làm nên đủ chén rượu ấy.
băng xe đóng hàng nhá. Cần mềm nữa, cong thích. Anh bằng ơi, đâu nào chưa nhìn thấy nó chạy. Nó còn đang kích ngoài kia anh ạ. Có gần đấy rồi. Thấy rồi mà. Ủa thấy chưa? Úi trời, vít cần cong úi sướng. Lăn xe anh em nhá, lại dính. Con này to, con này to. Đây đây, trưởng to à? Trời ơi, trời ơi. Đầu. Quá tổng động viên cửa. Cái đâu ạ? Đây. Ôi trời, hồ này thế này nó to rồi. Đúng rồi, chắn. Chắn. Trời. Lành. Mà nó vượt vào trong vượt rồi nó ra. Xem trên mạng của ông. Ủa? Ông sếp nhỉ. Xem trên mạng câu là con gì to to. Rơi ở điện thoại ấy. Con này cũng phải con chấm. Thằng đệ câu được ông sếp ông lên bờ rồi. Cho lên mà hồ này. Cầm ấy, nó dãy mẹ rơi. Ông rơi ở xuống hồ. Cá thì mất. Diếc rồi, ngon rồi. Ôi giời. Ui mẹ. Ui giời, con diếc ngon. Con diếc cũ ơi. Con diếc cũ cái mẹ nó, kẹ nó. Con này to chưa? Nhớ quay nha. Trời đã tối rồi, lên phao đèn rồi nha. Nhưng mà thực sự là cái ổ lục này nó gió quá, tôi rất chi là khó câu, mè vào lúc lẫy vào. Khó câu, rất chi là khó nhận biết phao. Đấy anh em. 6 giờ tối rồi anh em nhá. Hiện tại hình như nó được 7 con gì đấy. Ok anh em. Anh cầm em cái dây này. Bóng này chạy chỉ đéo được nhỉ. Bạn làm phát vào tay thì ăn cặc. Dậy đéo thì lắm để cho khổ ngu thật. Ngu như bò. Lục được con nữa anh em nhá. Lục ấy đóng chất loe hỏng nhiều quá rồi. Con trôi đầu tiên với cả mấy con khác nữa rồi. Tỏ lên nó chỉ trôi anh ạ. Tỏ lên nó chỉ trôi.
trôi. Thấp thỏi, thấp thỏi, thỏi. Con này thấp thỏi nhanh quá. Giá trong quá không mồm. Anh em máy tôi bị yếu pin rồi, quay chiếu đèn flash nữa lăng xê thế rồi. Rồi soi đèn pin nhé anh em nhé. Chút rồi. Bây giờ tôi đi về. Hôm nay được nhiều thử thách ở cái hồ này được nhiều hơn mong đợi. Anh em xem kết quả nhá. Có nhiều con nhỏ thì tôi không quay. Ok, hồi hộp nào, hồi hộp nào. Ok. Let's go. Khoái gì không? Tôi khoái nhất là được 7 con cá diếc. Tôi khoái nhất là 7 con cá diếc to. Và con chép gì cũng bình thường. Không phải làm tôi khoái với cá diếc. Ok anh em, đi về nhá. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Ok, sáng năm mới chúc anh em sức khỏe dồi dào, ăn khang thịnh vượng. Ok, thank you. Nó vừa lắng xê vừa lục. Anh em, kết quả cuối cùng đây. Tất cả cá to cá nhỏ được 12 con. Đây này anh em, tôi thích nhất là cái mớ cá diếc này thôi. Không hiểu tại sao mà hôm nay toàn là cá diếc to ăn. Đó, con đang thở này rất chi là ác này. Con chép này thì ngon tuyệt vời rồi, bởi vì nó khác gì chép sông đâu. Ok anh em. Đó, Luffy. Đôi khi anh em trông thế thôi, nhìn rất chi là to đấy. Này. Đó. Đó. Đây, anh em nhìn rô phi này. Đó, tôi thích nhất là cá diếc thôi. Ok. Quá chỉ là chất luôn. Ok, xin phép được chúc lại anh em sang năm mới câu cá ok nhá.